làm ơn dừng lại đi, không ai cản bức ma gaming đâu. Suốt mấy ngày qua tra tấn tao đã đủ, thôi thì bây giờ tới phiên tao trả thù. Phải nói là rap ma gaming rất hay, xứng đáng được vinh danh cùng với NTN. Từ một thằng nghiện game bị bố đập điện thoại, cậu đã trở thành một thằng NBRR. Tất cả mọi thứ đều ổn, game ma gaming rap không có gì mắc cỡ. Chỉ có một điều hơi tiêu cực tí là nghe xong chắc chắn mình sẽ muốn tắt thở. Thật lòng mà nói tao rất ít khi diss ai, nhưng mà lại chú bài nhạc của mày dở quá. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, hiển nhiên ngược điều là tao không hề sợ ma. Tao lại bóc phốt các thằng nhóc này, mới tới tuổi đầu mà đã ăn nói mất dạy. Nó có bằng chứng để cho mày khỏi chối, đến này mà đẩy thì với thôi rồi. Tao đã bay kinh một lần, giờ thì chả ai có thể ngăn được. Mà gaming thì cũng ghê đấy, nhưng mà tao sẽ là người cản bước. Cộng đồng mạng đã chịu đựng quá đủ, nghe mày tra tấn còn hơn cả Rick Roll. Họ chia sẻ vì muốn mỉa mai mày, chứ giọng rap mày chả có ai thích đâu. Lyrics thì lan man kiểu công nghiệp, còn giọng rap thì nghe như sản đá. Độ ung thư như du tim man phai, bảo sao mà lại không thể cản phá. Cả cái sự nghiệp của mày cứ như trò hề, không nói nhờ phúc thì cũng nói nhờ tai tiếng. Nếu như mày không đặt tên là Mamisi thì đến bây giờ chắc cũng chả có ai biết. Thôi thì đến cuối tôi lại làm như thường lệ, không thì sẽ bị các cháu vào ném cà chua. Như những bài nhạc trước của tôi đã nói, tất cả nãy giờ tôi nói chỉ là đùa.